Hi, xin chào tất cả các bạn, trở lại với lại kênh Farm Vlog. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu món đồ chơi cực kỳ thú vị mình vừa mới mua được về từ cửa hàng. Đây, đó chính là trò chơi cá sấu nha sĩ. Cái này thì mình mua với giá 55.000. Đây nó là cá sấu nha sĩ hiện đại và thanh lịch trong thời trang. Nhưng hãy cẩn thận đấy, chúng sẽ cắn tay bạn đó nhí. Đây. Rồi, ok. Giờ mình sẽ mở ra nhá. Rất là dễ dàng để chuột cá sấu ra thôi. Đây, đây là chuột cá sấu của chúng ta. Nhìn nó rất là dữ tợn đấy các bạn ạ. Thì cách chơi là rất là đơn giản. Chỉ cần là để cho miệng ăn cá sấu như thế này, sau đó lần lượt ấn từng cái răng của nó một đi. Thế xem nó pop một phát, tức là bạn đã thua. Rồi, để chơi trò này cần hai người, vậy nên là mình sẽ gọi thêm người vào đã chơi nhá. Yuhu, hai bố chơi nhá. Đã lẽ ra phải dùng tay không đối tác ra, nhưng mình sẽ dùng bút chì cho minh họa các bạn xem, mình phải rất là đáng sợ. Hết hồi các bạn đã, các bạn thấy không, nó đáng sợ là các bạn hiểu không, vì thế nên mình mới không dám dùng tay. Rồi, sẽ ra chơi lại từ đầu. Rồi. Ấn này nó mình. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ thử bằng tay. Rồi, ok. Thêm một ván nữa rồi, chúng ta sẽ nghỉ nhá. Vâng, đó sẽ rất là sợ hãi và nó sẽ quyết định dùng kéo. Vâng rồi các bạn, chúng ta đã kết thúc trò chơi tại đây. Bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem phần đằng sau và đằng trước. Đấy, thì đó chỉ có như vậy thôi. Rất là thú vị nhưng mà cũng rất là đáng sợ. Bây giờ mình sẽ làm mọi cách cho nó ngạm cái mồm thì mình cất vào hộp. Rồi, ok. Video của mình là kết thúc rồi. Nếu bạn thích thì hãy like, share và đừng quên chia sẻ với bạn bè nhé. Bye bye, hẹn gặp lại.